Bị loại cay đắng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cúi đầu thừa nhận điều xấu hổ, người hâm mộ Đông Nam Á ném đá. Ả Rập Xê Út chính là đội bóng đã đánh bại U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2022 và sau đó lên ngôi vô địch. Trong lực lượng của Chỉ Mừng Xanh, vô địch châu Á một năm trước vẫn còn chính cái tên thi đấu ở ASEAN 2023. Đây đều là những cầu thủ có trình độ cao và chuyên môn. Olympic Việt Nam cũng đã đón nhận những thông tin vui khi mà lực lượng hậu vệ là Phan Tuấn Tài cũng đã bình phục chấn thương. Trong khi đó, Nhâm Mạnh Dũng chắc chắn không thể ra sân. Vì vậy, khả năng cao ông Tuấn vẫn sẽ sử dụng cả hai cầu thủ quá tuổi mang tới ASEAN là Mạnh Dũng và Đỗ Sĩ Huy. Ở trận đấu quan trọng, Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ tung vào sân những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất. Mục tiêu khả dĩ cho Olympic Việt Nam là kết thúc một trận hòa trước Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, nếu để thua, thầy trò ông Tuấn sẽ phải hồi hộp chờ đợi kết quả của các bảng đấu khác. Bước vào trận đấu, đối thủ đã áp đảo trong những phút đầu trận. Ả Rập Xê Út là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Olympic Việt Nam. Việt Nam có rất ít cơ hội để phản công khi đội bạn đã dồn ép phần sân của chúng ta. Tuy nhiên, dưới sức ép của đối thủ, hàng thủ của Olympic Việt Nam vẫn chơi tập trung, tiêu biểu là phút 18 với tình huống lui về, giải về tốt của Quốc Việt, buộc cầu thủ của Ả Rập Xê Út phải phạm lỗi. Ở trận đấu cùng giờ đến phút thứ 24, chúng ta nhận tin vui khi Myanmar đã để cho Ấn Độ dẫn trước 1-0. Nếu hòa Ả Rập hoặc để thua với cách biệt dưới 2 bàn thì Olympic Việt Nam sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu một điểm vẫn cần phải hiện thực ở phút thứ 33. Tình huống ban bật của đội tuyển Ả Rập Xê Út, rất may cú sút một chạm của tiền đạo đối phương đã bị thủ môn Văn Chuẩn ôm trọn. Đến phút 40, Văn Chuẩn cản phá bằng những đầu ngón tay sau cú dứt điểm rất căng của đối thủ bên phía Ả Rập. Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến một số cơ hội khá nguy hiểm từ Việt Nam, nhưng chúng ta lại thiếu đi đôi chút may mắn. Ngay khi nghĩ rằng thế trận đã tốt hơn thì Olympic Việt Nam lại nhận bàn thua. Từ tình huống đá phạt góc, hậu vệ Mohamed Issa đã băng vào, đánh đầu dũng mãnh khiến cho toàn bộ hàng phòng ngự Việt Nam chôn trần đứng nhìn. 1-0 nghiêng về Ả Rập Xê Út. Lúc này, Olympic Việt Nam vẫn đủ suất đi tiếp, nhưng chỉ cần có biến ở trận đấu cùng giờ thì chúng ta sẽ phải ra về. Chính vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định chơi tất tay trong thời gian của hiệp 2. Dù có thay đổi, tuy nhiên, may mắn vẫn chưa đến. Chưa thể tìm được bàn gỡ, Olympic Việt Nam lại nhận thêm bất lợi từ trận Ấn Độ-Myanmar. Chung cuộc, Việt Nam bị loại khi chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận. Có thể nói, trận đấu với Ả Rập Xê Út tốt hơn nhiều so với thất bại trước đó của Iran. Việc thua trắng 4 bàn khiến cho chúng ta lâm vào thế trận khó. Song qua thất bại với tỷ số 0-4 thì chúng ta cũng đã thấy rằng đẳng cấp của mình đang ở đâu và chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Trên bảng xếp hạng của FIFA, Iran đứng thứ 2 châu Á, xếp hạng 21 thế giới. Vị trí đó phản ánh sự chênh lệch của nền bóng đá khu vực Tây Á với bóng đá Việt Nam. Điều đó thể hiện trên sân khi mà các cầu thủ Iran trình diễn một lối chơi tấn công như vũ bão. Tỷ số 0-4 so với diễn biến trên thực tế vẫn chưa phản ánh hết sự vượt trội của vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải thừa nhận. Vấn đề là qua thất bại trận đó thì chất lượng chuyên môn của các cầu thủ cũng sẽ được bổ sung và rút ra những bài học kinh nghiệm. Không phải ngẫu nhiên mà vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn lưu ý rằng nhắc nhở các học trò cần phải toàn tâm toàn ý trong từng tình huống, đặc biệt là trong những phút đầu trận. Bàn thua thứ tư ở trên là một minh chứng. Thêm nữa, khi mà mọi người đã hiểu đối thủ vượt trội thì chúng ta sẽ có được những kinh nghiệm, kỹ thuật. Vấn đề của các cầu thủ cần phải nỗ lực 200%. Cổ động viên, người hâm mộ bóng đá trong nước thì cũng sẽ không trách cứ cầu thủ nào bởi hiểu rằng bóng đá Việt Nam đưa đến ASEAN là một lứa cầu thủ trẻ với mục tiêu là tích lũy, cọ sát. Các cầu thủ của chúng ta cũng đã được thử sức và đối đầu với các đội bóng đẳng cấp, qua đó hiểu rõ thực lực của bản thân để hoàn thiện hơn. Còn với những người quản lý bóng đá thì thất bại này sẽ giúp họ nhận thức thực tế về nền bóng đá nước nhà đang ở vị trí nào, từ đó tìm ra phương án điều chỉnh. Sau 5 năm, bóng đá Việt Nam cũng đã thay đổi, tân vị huấn luyện viên không còn trong tay những quân bài tốt nhất nữa. Mà chúng ta cần phải gánh vác nhiệm vụ kép, vừa duy trì thành tích ông Park Hang-seo đã làm được và đưa bóng đá phát triển lên tầm cao mới. Chính vì vậy, tại ASEAN lần này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng ông Chuse thống nhất đưa cầu thủ trẻ tham dự. Theo đó, đội tuyển Olympic mang tới Hàng Châu chỉ có 2 cầu thủ trên 23 tuổi là tiền đạo Mạnh Dũng và Sĩ Huy. Tầm nhìn chiến lược, chúng ta không đặt nặng về vấn đề thành tích, nhưng chúng ta cần phải hướng tới sân chơi World Cup. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Chuse thống nhất chọn đội hình U20 cho ASEAN như là một sự đổi mới. Phải nhìn nhận đó là một sự lựa chọn dũng cảm của huấn luyện viên người Pháp. Bởi nếu thất bại trong giải đấu lần này, dù ông hay ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt thì chắc chắn sẽ bị so sánh với ông Park Hang-seo. Trước khi nhận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì ông cho biết mục tiêu của ông là đưa Việt Nam góp mặt tại World Cup, song song với nhiệm vụ hết sức nặng nề mà chưa có thuyền trưởng nào đến với Việt Nam mạnh dạn tuyên bố. Song ông cũng khôn khéo lưu ý rằng để hiện thực hóa mục tiêu ấy thì ông cần sự ủng hộ đồng thuận của những người làm bóng đá trong nước và các cổ động viên bóng đá khi biết chấp nhận và sẵn sàng hy sinh những thành tích trước mắt.
các đội Đông Nam Á ngoài Việt Nam đều có vé đi tiếp. Trận đấu cuối bảng F môn bóng đá nam ASEAN 19 giữa Triều Tiên gặp Indo, Kyrgyzstan gặp Đài Bắc Trung Hoa thì đều tác động từ cơ hội đi tiếp của Việt Nam. Ngoài Triều Tiên nắm lợi thế lớn thì ba đội còn lại bảng F đều cạnh tranh với Việt Nam. Trận gặp thứ nhất giữa Indo và Triều Tiên, đội bóng xứ bạn đảo đã liên tục gây thất vọng. Các học trò của vị huấn luyện viên Indra đã lép về trước Triều Tiên trong trận đấu này. Dù lấn lướt được cụ thể hóa bằng bàn thắng phút 40. Lúc này, trong trận đấu cùng giờ, Đài Bắc Trung Hoa cũng đã vươn lên dẫn trước để Kyrgyzstan gỡ bàn 1-1. Nếu tỷ số cả hai trận được giữ nguyên thì Indo sẽ tụt xuống vị trí thứ 3, xếp giữa Đài Bắc Trung Hoa. Thế nhưng cục diện trên bảng xếp hạng bạn F thì bỗng nhiên thay đổi. Trận đấu giữa Indo và Triều Tiên, đội bóng xứ vạn đảo vẫn lép vế và không tạo sức ép đủ lớn. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi mà Đài Bắc Trung Hoa liên tiếp để thủng lưới hai bàn. Việc Kyrgyzstan thắng ngược trực tiếp giúp Indo leo lên nhì bảng, trong khi Đài Bắc Trung Hoa tụt xuống cuối bảng. Khi mà hai trận kết thúc, Indo vẫn không thể gỡ hòa, chấp nhận thua 0-1. Khi đó, Kyrgyzstan nhận thêm một bàn thua nữa, ấn định chiến thắng 4-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Với kết quả này, Indo dù thua vẫn xếp nhì bảng F, chắc chắn sẽ phải đi tiếp vào vòng knockout. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa xếp cuối bảng và chắc chắn bị loại. Trong khi đó, Kyrgyzstan sẽ xếp hạng 3 tại F, rất có thể cạnh tranh với Việt Nam ở danh sách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đáng lưu ý, kết quả do đội cuối bảng sẽ không được tính, nên Kyrgyzstan cũng chỉ có 0 điểm, hiệu số -3 khi xét ở danh sách các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, do trước nó thua Indo 0-2 và thua Triều Tiên 0-1.